Bây giờ nhá, bây giờ chơi, bây giờ bố sẽ giấu những con này đi nhá. Con sẽ nhắm mắt lại, con đứng ở đây con nhắm mắt lại. Đứng nhắm mắt ở đây, bố chỉ giống quanh sân này thôi. Đây, úp mặt vào đây, úp mặt vào tường đây, úp mặt vào đây. Đúng rồi, đứng ở đây chờ bố, để bố đi giấu nhá. Không được tí hí đấy, cấm tí hí đấy. Nhắm mắt lại. À, thế bạn Sóc chào mọi người nào. Chào mọi người. Chào mọi người đến video của Sóc, xem video của Sóc. Xem video của Sóc. Còn đây là em Cố. Đây là em Cố. Cố ơi. Dạ. Con này là con gì? Con tắc kè. Con tắc kè đúng không? Ồ, con tắc kè. Còn con này? Con bọ. Con không biết. Con này á? Con này là con dết. Con dết. Đúng chưa? Rồi, bây giờ bố bảo nhận Sóc nhá. Bây giờ nhá, bây giờ bố sẽ chơi một trò nhá, bố sẽ cho bạn Sóc đoán nhá. Đoán nhanh nghe chưa? Bạn Sóc quay đi chỗ khác nào, bạn Sóc nhắm mắt đi. Để bố úp vào đây nhá, xong bố hỏi bạn Sóc nhá. Bây giờ bố chỉ cần mở ra bạn Sóc nhìn phát đoán được con gì nhá. Con gì? Không biết. À, bố vừa mới bảo mà. Con này là con dết. Con dết. Đúng rồi, bây giờ bố để sang đây một con nhá. Rồi tiếp con này nhá, con nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Không được tí hí nhá. Nào. Con này con gì? Con gì? Con gì? Con bọ cạp. Rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Không được tí hí. Không được tí hí nhá. Chuẩn bị nào. Bố mở này. Đúng rồi. Nào nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Rồi. Rồi mở ra. Con gì? Đúng rồi, con Lego. Rồi để bố bỏ ra đây rồi gần ra đây nhá. Nhắm mắt lại cấm tí nhá. Tí lại là bố mắng nhá. Con này con gì? Mỡ. Con tắc kè. Đúng rồi, con tắc kè. Đóng ạ. Rồi nào tiếp tục. Mỡ. Con này con gì? Đúng rồi. Tiếp. Nhắm mắt, không được tí mà. Nào con được tí cơ mà. Nào nhá, bây giờ nhá. Bố mở nhá. Con này con gì? Đúng rồi. Nào, nhắm mắt lại không được tí nhá. Cấm tí nhá. Chuẩn bị uống mở lại. Một, hai, ba, mở. Con gì đây? Sai rồi, con bọ ngựa. Con này là con bọ ngựa. Rồi, bây giờ tiếp tục. Nhắm mắt lại. Cấm tí nhá, mắt tí. Bây giờ bố mở nhá, bố mở nhá. Nào, một, hai, ba, bố mở. Đúng rồi. Bây giờ bố sẽ chơi một trò khác nhá. Trò này sẽ là ấy hơn. Bây giờ con sẽ đi dép vào. Nào đây, dép đây. Bây giờ bố sẽ cầm từng con một, bố đi bố giấu. Tìm ra xong con phải đoán là con gì nghe chưa. Rồi. Rồi từ từ, để bố ấy. Nào, bây giờ hai bố con mình đi dép. Đi, con đi dép. Con đi dép được chưa? Ừ thì đây, đi dép hả nó vào. Được chưa? Rồi ok, đi. Đi ra ngoài này. Bây giờ nhá, bây giờ chơi, bây giờ bố sẽ giấu những con này đi nhá. Con sẽ nhắm mắt lại, con đứng ở đây con nhắm mắt lại. Đứng nhắm mắt ở đây, bố chỉ giống quanh sân này thôi. Đây, úp mặt vào đây, úp mặt vào tường đây, úp mặt vào đây. Đúng rồi, đứng ở đây chờ bố, để bố đi giấu nhá. Không được tí hí đấy. Cấm tí hí đấy. Nhắm mắt lại. Đúng rồi nhá, đợi bố để bố đi giấu nhá. Sẽ đặt con ở đây. Đi. Cấm tí đấy nhá. Cấm tí đấy. Nhắm mắt vào. Đây, sẽ để thêm mấy con ở đây nữa. Rồi. Chưa xong. Đi ra đi. Chưa xong. Xem con ở đây nữa. Đến đây. Xong rồi, vào tìm đi. Tìm đi. Đâu? Đây. Đây con gì? Con bọ. Con bọ ngựa. Con bọ ngựa. Con bọ cạp. Đúng rồi, để vào đây đi.
tìm nốt đi. Con bỏ cái thứ. Con cá sấu. Rồi, còn con gì nữa? Nào. Con ếch ồm. Con ếch ồm. Ừ, vẫn còn, vẫn còn. Đâu rồi? Đâu rồi, còn mấy con nữa? Đâu rồi? Đâu rồi? Xa tít chân trời gần ngay trước mắt. Con ong đúng không? Có một con nhá, nó không nằm ở dưới thấp mà nó nằm ở tầm trên cao. What? Không. Không, bây giờ con phải tự đi tìm chứ. Con đố con tìm thế mà. Còn nó có thể nó nằm ở bụi cây chẳng hạn. Nó nằm ở bụi cây nho nhỏ quanh quanh đây này. Đây này, nó chỉ quanh quanh đây thôi. Bây giờ nhá. Bây giờ bố chỉ gợi ý cho con một nho nhỏ nhá. Ví dụ nhá, bố chỉ bây giờ ở trong khu này đi, khoảng này đi. Con tìm ở xung quanh khoảng này, cả trên cả dưới. Không có đâu. Không phải ở trên. Ví dụ như là ở những cái tầm tầm như thế này này. Ở đây không có này, ở xem những cái nào ở xung quanh đây có mấy cái cửa. Con nhìn có mấy cái cửa là? Ừ, thế con nhìn cái cửa bên này, cửa bên kia. Có không? Không. Thế còn mấy cái cửa? Cửa này còn không? Con này con gì? Con cá. Đúng rồi. Xong rồi là hồi gợi ý cũng biết được đúng không? Bây giờ tìm nốt cho bố con một con ở cái cây. Ở đây có mấy cái cây? Bốn cây. Đâu cây đâu? Cây. Cây gì? Nhỏ thế. Ừ, con nhìn thấy cái gì chưa? Đúng không? Có, bố nhìn xem. Đây này. Bố giấu ở đấy. Đúng rồi, bố giấu ở đấy. Ê, cẩn thận nhá. Từ từ thôi. Lấy nó đi. Đủ chưa? Đi ra đây kiểm lại. Nào, đi ra ngoài này kiểm lại. Xem đủ không nhá. Bây giờ phải kiểm lại xem nó có đủ không đã. Đi ra đây. Nhanh lên. Thôi con đổ ở đây. Kiểm lại xem có đủ không nào. Kiểm lại xem đủ không. Đây. Đếm đi. Một. Con này là con tắc kè nhá. Ừ. Con ếch nhá. Vâng. Hai. Đúng không? Con nhái chứ. Con ếch. Ừ thì con nhái. Bố nhầm, ô đi. Rồi tiếp tục. Rồi con ngồi lên không bẩn. Con ngồi lên không bẩn. Tiếp tục. Con bọ ngựa. Con bọ ngựa. Rồi. Con này con gì? Bọ cáp. Bọ cáp. Toàn quên rồi. Con này. Con dết. Toàn quên rồi. Con bọ cánh cứng. Ok, con bọ cánh cứng. Rồi con này. Con ong. Đúng rồi. Con này. Con cá. Ok, thế đủ chưa? Rồi. Đủ rồi. Bây giờ quay này bố bảo. Thế hôm nay hai bố con mình chơi này thôi nhá. Rồi con chào mọi người. Con chào các bạn đi. Con chào các bạn. Chào các bạn, hẹn các bạn lại ở video lần sau nhá. Video lần sau á. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhá. Nào, bye bye.